Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười chuẩn bị cắt mít, còn giờ thì Mười xin mời. Đây. Tàu nha dạ. Còn gì cô lấy. Được một trái nghe quý vị. Ở đó một trái nữa đó. Đó đó. Giờ quán nó khọt khọt đi. Muối gì trong tuần này? Có thịt tàu bào không? Có thứ gì? Thuộc đúng rồi. Ừ. Đây, đây thịt tàu. Yếu hơn hả? Cái này không được nữa. Cái này không được nữa. Cái này không được nữa. Trong nhận là anh cắt mít thay thì nghe quý vị cắt cái nào là như để cho nó nha. Nè quay xe vô. Nè, đổ từ ra. Ừ. Thôi. Xong thì sao? Thì sao nó mới rộ. Này. Nó chụp cái này ở dưới này. Chính à? Ừ.
Dạ. Mình cắt mấy trái này anh này biết mấy trái này già dạ, không. Cái một chín. Giá trời. Ừ. Vậy là chính hợp lại. Không, không có cự. Hợp lại không? Thôi gần tới nữa. Đó, rồi rồi. Cái đó đó. Nè. Có kêu. Không, đừng cắt. Ờ, đúng rồi, học lại. Ba cái này nè. Chưa. Không chắc ở đâu chắc. Ba cái này cũng được thôi. Một, cái đó, cái đó cắt. Cái này không? Ừ. Cắt luôn. Kêu rồi. Kêu rồi. Cắt luôn. Không luôn. Thấy không? Đó nghe quý vị, tuy là mười không có đi cắt mít được nhưng mà mười cũng vẫn biết được. Không, làm đi. Giết. Mày kêu nó nghe, tao không có kêu đó. Để cho em dạo mày coi làm sao. Đó, thấy không? Nói đi có mấy ngày. Được không? Đây không cho buộc cái đầu lại. Đuốt ra cái nó tiêu luôn rồi. Cái này tuổi thọ dài rồi đó. Chưa. Cái này là năm nó cắt năm. Chưa già không cắt mà nổi. Cái đó mày cắt ra là như vậy. Dạ nè, cái đây. Đâu ông thử làm trái coi. Nè, đâu thử làm trái coi. Làm trái coi con ra coi coi thử được. Nè. Nè, nhau nè. Thử coi. Cắt cái ở đây chủ vườn tôi tự xung phong cầm nhau cắt trắng bỏ. Đây. Mít cỡ này tới 3-4 ngàn ký rồi cũng không có dám mà mạo hiểm gì không. Cắt ơi, mở mở. Trái đó là mượn tự tin đâu quý vị ơi. Không lẽ được à. Tự tin luôn. Tự dặn không? Bây giờ không nghe gì chân. Không nghe gì chân. Chính hấp. Mít là gì chính hấp. Ôi mà không chịu tin. Chịu chân đấy. Chân hấp thấy nó nắng không? Chân. Nó mà đỏ ao gì chắc. Đỏ, cái mũi nó đỏ thiệt nhưng mà chính này là chính tàu lao. Trời. Cái màu nó chưa có già. Rồi để đó. Phải không à. Tôi ăn.
chết rồi. Cái này sao ai biết. Cái này nó thì cũng tuổi đó. Sao để nhận biết được trái mít mà cắt đỏ chú Long? Gì? Nhìn theo màu da, đừng chỉ gai. Cái này là nào cũng cắt. Bột ngọt là hú cơ sạch mà hú sạch cho được. Nè sao không cắt nha. Sao nó bây giờ? À, ông chú vừa. Không biết rồi. Nè, quay vô. Quý vị ơi, mình được một trái mít đẹp đó quý vị ơi. Mít khủng luôn. Xác vô bờ đó, lên màu đỏ vậy đó. Để mày giác luôn. Chơi già không cắt. Cắt kem chịu không bà nội. Bỏ đi. Chưa rồi. À, anh thương lái trái này. Tôi nghe trái đỏ mà giờ anh thương lái không cắt thì giờ thôi tôi chủ vườn tôi cắt luôn. Đó, màu đỏ sẽ ăn nghe quý vị. Chắc tôi chịu. Chắc tôi chịu. Chứ như người ta làm gì nó làm mẹ ế luôn. Không, không có làm như vậy mà ông phải chính xác tôi mới ế. Cắt đi. Thôi, thiệt cho nó mày cắt đi. Đừng nghe lời ông. Mày cắt thử coi. Cắt thì cắt thiệt chứ cắt gì cắt thử. Mày cắt đi có sống mày để lên. Chờ. Chờ. Rồi. Thôi, mày cắt đi. Nè, cái này cũng kem nữa nè. Chết nó già đó. Tôi nói kem nè. Già đó, tôi nói già đó. Thì già có già nhưng mà màu kem. Không đỉnh với ông luôn á. Đỏ ao luôn. Đỏ. Ông trên đỏ nè. Thấy không? Ừ, hợp lệ. Thấy không? Rồi, yeah, rồi. Được. Nhiều bảo tôi cắt cái đó luôn đây nè. Vậy cắt cái đó luôn đi. Cắt cái đó đây. Cắt đi, sống cho chẹo. Cắt cái đó đây. Thôi, đây, để tôi chờ cắt. Đi chạy. Đây. Hết luôn đây. Đây là mấy cái hết. Thôi này không chờ đâu. Nhấc tay hoài. Dưới hết trái. Nhét hết. Trông mòn hoài. Cắt đi đỏ ao đó. Nó sâu. Đó đỏ. Mòn hoài. Cái này cũng đỏ nữa nè. Đỏ mà đúng cách. Đỏ luôn ha.
khi cái cuốn xi không? Thấy không? Chưa đỏ mà kem. Giám đốc kiểu như vậy, giám đốc con giám đốc lộng ha, không lộng thôi mình giữ đây chứ hả. Cái này là tiếp anh ấy phải cái nào đó cháy một à, cháy một hồng ha. Rồi 12 gỡ cái 12 đi nghe nghe không. Cái nào nữa không? Hết. Cái chín đó, cái chín là không chín ký sao? Tiếp vào bít bi đi chợ thôi. Tao lấy mới chợ thì thôi. Rồi kế bay. Chưa. 23. Mày đi luôn hay gì? Ơi sao rồi ba đào ơi quá chịu dính để xéo á đây là cái này mà nó không lấy rất lớn ai sâu luôn rồi đào ngồi coi không có đó đó nè cái này là kêu đi 30 cho nó nhiều 7 làm cái chợ mặn mít gì vậy để cho sâu nữa lên đi lên trái nữa đây nè nhiều 4. Quý vị ơi mình cắt mít đến đây cũng đã hết rồi thì quý giáo có 10 đến đây cũng đã tạm dừng. Nếu mọi người có thích thì cho mình một like và một đăng ký. Còn giờ 10 xin chào và hẹn gặp lại.